Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thị xã Mỹ Hào công bố kết thúc phong tỏa thêm hai khu dân cư ở xã Cẩm Xá và phường Phùng Chí Kiên. Như vậy đến thời điểm này, thị xã còn 3 khu dân cư vẫn đang thực hiện phong tỏa. Đó là khu dân cư ở thôn Tiên Xá 1, xã Cẩm Xá và tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên. Trước đó 5 khu dân cư khác ở huyện Quế Châu và thị xã Mỹ Hào đã được kết thúc phong tỏa. Như vậy đến nay toàn tỉnh chỉ còn 3 khu dân cư ở thị xã Mỹ Hào là tổ dân phố Đào Du, phường Phùng Chí Kiên, tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam và tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa còn phải thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Trên địa bàn tỉnh vừa có thêm hai bệnh nhân COVID-19 là hai vợ chồng ở xã Đông Ninh, huyện Quai Châu được công bố khỏi bệnh, xuất viện về nơi cư trú, cách ly theo quy định. Đặc biệt cặp vợ chồng này đã sinh con ngay trong thời gian điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương. Người chồng là bệnh nhân 3.123, người vợ là bệnh nhân 3.678 cùng ghi nhận ca bệnh ngày 12 tháng 5. Khi đó, người vợ đang mang thai 38 tuần tuổi. Ngày 17 tháng 5, bệnh nhân 3678 được phẫu thuật lấy thai thành công. Đến nay, cả gia đình đều có kết quả xét nghiệm âm tính, được xuất viện về nhà tiếp tục cách ly 14 ngày. Như vậy, đến nay tỉnh Hưng Yên đã có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, còn 28 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị.